Đây là ta tôn trọng người gọi là gì, ăn được nói được và làm được đấy, có tiền của kinh tế thì mới gọi là gì, giúp đỡ được các em các anh xung quanh, chứ còn nghèo khó thì tiền không có thì răng gì răng lạc thôi. Con chúc chú buổi tối ok Đạt nhá, hello chú Phú, ok Trần Văn Hội, chú cảm ơn con. Bạn Tiến Tây ơi, bạn đánh ngày nào bật tông ngày đấy nhá. Áo đẹp anh Phú, áo ok em. Ok bạn nào Võ Thái Tử nhá. À nhược đấy, cái gì đấy bạn nào đấy. Úi trời ơi, mặt cute non non như thế này, đoán cho 13 tuổi thôi mà comment câu là cũng lạnh đầu hết đấy. Giang hồ cả phải cần cái đầu lạnh đưa khét đấy, bon chân. Kết cái ghế của chú ok con nhá, bạn nào khá. Ơi, gọi gì thế? Bạn khứa nay không thấy anh Phú đeo đại bàng, thôi thỉnh thoảng đeo thôi anh em ạ, thỉnh thoảng đeo thôi, nó cũng nặng lắm anh em ạ. Mùa đông không 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 phải đâu, phải đeo vào thì nhìn nhìn nó mới chữ, nó mới rõ anh em nhá. Năm nay là 40 năm mùa quay sọ rồi, chú có nhé bạn Bin nhá, chú có. Mẹ em rất thích nghe bài Vì Con. Ok bạn đánh đánh chập nhà cái. Mắt chủ yếu không phải chú là đây là kính não đó con ạ, không phải là kính cận đâu mà kính não. Đến tuổi là thì là phải đeo kính não thôi. À ok bạn Khứa Tokyo nhá. Thôi Cường con ơi, không chơi bia đâu. Rất thích thế nhưng mà khổ, bây giờ đam mê ra chơi chơi phải có tí độ cơ, mà độ thì lại sai, sai trái pháp luật mệt lắm. Em rất hâm mộ anh, chúc anh nhiều sức khỏe ạ. À. Ok bạn gã cụ web, ok bạn gã cụ web nhá. Em làm đồ bếp à? Ngày xưa anh nghề của anh đầu tiên xuất thân là bước chân ra đời là đầu bếp đấy. Chú là giang hồ, chú không phải giang hồ con ạ. Chú không phải giang hồ, chú là danh nhân. Riêng bài đó ghê, ok, nghiện bài đó ghê à, ok. Vui thôi để bán hàng anh ạ. Ok bạn Cường con, chứ bây giờ là thì đánh nó phải có tiết độ thì nó mới vui, nó mới máu. Thế bây giờ có tiết độ là mình sai pháp luật rồi, đúng không em? Mà khổ lắm, mà mọi người chơi thì có thể là không sao đâu, nhưng anh chơi thì thành tội to lắm, trẻ em mới bắt chước. Doanh nhân chưa thành, bạn năm năm 59 này tôi thành lâu lắm rồi bạn nhé, tôi thành lâu lắm rồi, tôi đỗ chính quả rồi. Sao trên mạng lại 85k hả chú? Thế thì con được trợ giá này, thế thì con được trợ giá nhá, nhận ba hộp rồi men rồi nhé anh. Ok bạn Nguyễn Đức Vinh nhá, cảm ơn bạn nhá. Nếu như anh em nhà mình đánh men trắng lăng mà đúng như cú quảng cáo thì anh em nhớ là đánh giá tôi 5 sao nhá. Chú kéo cháu giàu, chú có thể dạy con kinh doanh buôn bán chứ chú không không dạy được làm giàu con ạ. Giàu phải do tư duy mỗi người. Dầu tư duy mỗi người. Nhìn Phú Lê đẹp trai có tí áp anh em ạ. Nhìn chú như vua chúa ngày xưa. Thế á? Bạn là không mỹ phẩm. Làm gì mà. Thế mà bọn nó đang bảo chú là nhìn trông giống sao đen đấy con Chú Phú giàu không chú? Chú bình thường con ơi. Bạn Tú Phạm ơi. Chú đủ ăn. Tất cả những người hỏi chú bảo chú có giàu không? Chú đều trả lời là chú chưa giàu. Nhìn răng anh là biết hàng chuẩn rồi. Ok đời là đời tài xế nhá, tài xế thì em lái xe là vất vả đấy, nói chung là gì. Ok nhá bạn là AHG cái gì, ôi chủ ơi. Yêu cầu anh em là gì, tên nick là phải đặt tên chính chủ, ví dụ như tôi tên Phú họ Lê là đặt là Phú Lê đấy, nhắc đến mình là họ nhớ ngay. À cái ông đấy, như các bạn đặt cái tên nick không biết ai với ai mà trả lời chết, đặt ngay cái tên nick, tên chính chủ của mình đi nhá. Bạn đời tài xế nhận được hàng rồi à? Ok đời tài xế nhá, nếu em đánh đúng như anh quảng cáo thì nhớ đánh đánh giá cho anh sản phẩm 5 sao nhá, tẩy tí cho sáng à? Ok tẩy tí cho sáng à, nhưng mà con phải để tên nick thì ví dụ như là nhắc đến con thì ví dụ có gặp nhau ngoài đường con nhắc mà
chú ơi con hay vào nói chuyện chú này, tên nick của con như này thì chú biết à, đấy đúng không? Nhưng mà con để cái tên nick không có tên tuổi toàn chữ cái thì chú chịu. Phụ hồ như con thì làm gì để có nhiều tiền chú? À bạn Long Long Nhượng ơi, tất nhiên là thì con làm phụ hồ thì lương của con thì nó rất là thấp, tại vì con làm công ăn lương. Tất cả những cái nghề nếu như làm bằng chân tay làm công thì bao giờ ăn lương thì cái lương bao giờ cũng thấp so với những cái người làm trí lão kinh doanh bằng đầu óc thì cái thu nhập nó sẽ nhiều hơn. Thế bây giờ là đầu tiên con làm phụ hồ, nhưng nếu như mà con cố gắng con phấn đấu con làm phụ hồ này, xong rồi đầu làm thợ chính này, làm thợ chính nhưng mà là con học hỏi con làm thiết kế này, xong từ cái con làm thiết kế con có tay nghề rồi, con làm thợ cả rồi, con biết sắp xếp chỉ đạo quân thì con lại nhận công trình. Đấy, mình phải dần dần mình thăng tiến dần dần, nên khi con đã làm chủ thầu thì lại con lại ngon. Ngọc Ngọc Mọc, cảm ơn bạn Ngọc Mọc ơi, anh chào em. Ô chào Chi Cáp Phú Nhá, cảm ơn bạn, nhưng bạn không có tên. Trắng được thật. Ok con ạ. Ok con nhá. Cảm ơn chú yêu chú Phú, cảm ơn bạn Nương nhiều. Đúng không? Đầu tiên con làm phụ hồ thì không ai là cái người mà tự nhiên là mình biết cả. Mình phải va chạm, mình phải trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm công việc. Mình trải nghiệm cuộc sống của mình, trải nghiệm công việc, trải nghiệm đường đời. Khi chúng ta làm nhiều chúng ta biết, khi chúng ta biết rồi thì chúng ta phải phát huy cái đầu óc để mình tiến xa hơn. Đấy, đầu tiên con làm phụ hồ, sau con làm thợ chính, mình vào xây, mình nhìn nhiều làm nhiều quen mà, mình vào xây, xây được rồi mình xây đẹp, mình lại xây vuông vắn, mình lại hiểu về quy luật xây, thì đây con sẽ lên thợ thợ cả, mà lên thợ cả rồi thì bắt đầu là dần dần là mình sẽ học về bên thiết kế đó, thế là con làm tất ăn cả luôn, thì lúc đấy con nhận công trình thì ngon, giàu to. À ok bạn Ngọc Mập nhá. Ok em, anh trai cho em hỏi, anh hát cái bài hát nổi nhất của anh, chủ đề là bài hát đó ạ. Chủ đề gì bài hát đó? À bài đời là thế thôi đấy. Anh nổi tiếng cái bài đời là thế thôi. Bài đời là